Chào các bạn đến với BBT quận 7. Bữa nay là ngày Duy Nguyễn qua BBT quận 7 để khảo sát những cái công trình, những cái hạng mục để trả tiền cho tao thôi, giống như vậy. Nợ quá trời luôn á, khổ quá. Nợ quá. Không có tiền, đói ăn khổ chết mẹ luôn, sáng giờ chưa ăn gì. Mệt quá. À quên. Chờ chút mặt, nó hơi mệt chút xíu. Chờ Duy Nguyễn nha. Lấy đồ cái. Các bạn đừng có quan tâm là tôi đang cầm gì nha. Giờ nó thiệt sự bạn công ty BBT, giờ nó nhiều hàng quá. Cái gì ế thì mình uống thôi. Thật lòng là như vậy á. Mình mới khảo sát xong tất cả những hạng mục để chuẩn bị tháng 4 này đi vào bán vé tập kiếm tiền các bạn. Các bạn thấy nguyên cái building nó như vậy nè, giờ bán vé tập kiếm tiền được chưa? Nope. Không tin đúng không? Chờ đi vài bữa nó bán vé tập kiếm tiền cho coi nè. Người ta nói ở Việt Nam này nó vậy đó bạn, đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, khi bạn có tiền gì nó cũng nhanh đó, mà bạn đang mang nợ người ta thì nó hơi lâu. Mà muốn bây giờ tôi thật sự với bạn, cuộc đời mà giờ nó nói mình sao mà nợ nhiều vậy, cái mình mới nói giờ thật sự cho chút tôi phân tích cho bạn có nên nợ hay không nè, mà là cái vlog thứ ba của ngày hôm nay nha, chứ không phải là vlog này. Giờ này là plan đầu tiên. Thật sự thì chỉ có dân đại gia nó mới mua cái hũ nhỏ thôi nè, đó là chuyện bình thường nha. Duy Nguyễn thường uống lăn đầu tiên để cân bằng với cái lượng đầu tiên động vật trong người bạn. Bạn khỏi mua hết hàng rồi. Ví dụ thôi, tức là chia sẻ cái cuộc sống một ngày khi mà đi Duy Nguyễn đi ra ngoài đường á, ăn uống ra làm sao, cơm hàng cháo chợ nó ra làm sao. Đó, livestream xong rồi chạy sấp mặt kẹt xe này nọ, giờ chạy tới đây chưa kịp ăn gì á, nãy giờ leo cầu thang, xin mà thưa bạn, cầu thang nó chưa làm tay bệnh nữa, má leo trên lầu cao nhất nhìn xuống, trời. Con nhân viên tôi đặt trần ốm nó làm WinFast đó. Kế bên kia có hai ông nội biết fan hay là anti fan đứng lại chụp hình tôi ghê cha. Đứng lại chụp hình, nhớ chụp địa chỉ, mốt tôi ủng hộ nha ông nội. Do đó đường vậy bạn. Địch ta khó biết lắm. À quay lại cái vấn đề quỷ cái thằng nhóc mà nó làm cho mình đó bạn. Xong rồi giờ nó đi bú WinFast nó kiếm em á. Cái thằng đó bây giờ thằng nào khách hàng tôi ai cũng vô hỏi, ủa nó còn làm cho em không, nó phản em này hả? Nó không có phản đâu, nó làm nó kiếm thêm thôi. Nó chẳng qua nó lợi dụng mình nổi tiếng Duy Nguyễn, nó bú vô chút đỉnh này nọ, lâu lâu lấy xe cốc nó sọc sọc vô đó bạn nhớ không. Nó mình làm video mẹt này nọ quá trời view luôn, nó cũng làm con xe cốc nó chạy sọc ra sọc vô rồi độ cũng lên làm hello em biết là được không em xê rồi 60,000 người coi chết gì. Mà khổ không, cái kênh nó có mấy trăm lượt đăng ký à, mà video 60,000 người coi ảo chưa. Nó còn làm bạn ơi, hồi nãy đi chung với nó kìa, mà thằng này nó ốm, nó xin dưỡng, nó tập gym. Mình sợ nó bị tiền đình, mà leo độ cao mà cái trời nắng, mà cái trời mà lúc 3 giờ mấy 4 giờ chiều á nó chói mà ánh sáng mặt trời nó khó chịu lắm. Mình sợ nó đi gần mình mà hả, nó lỡ mà nó choáng cái nó té nó chết mà mình không nói, mà mình đi trước nó mà nó té là sao, nó xô mình đúng không. Đó mình thôi em đứng cách xa 2 mét đi cho chắc cú, đang trong giai đoạn mà gọi là cả nước gồng chống Covid nên khoảng cách an toàn là 2 mét nha. Đúng ý không ạ? Nói chung mỗi lần khảo sát một cái đinh này thì cái cuộc đời tôi khảo sát 4 cái rồi. Wow. Thấm thía lắm mẹ, khổ lắm. Nhiều cái mà tức không nói thành lời, mẹ phun máu phun cơm. Mình lên mạng mình nói á thì nó nói anh ơi tháo clip đi anh. Nope. Nó nói em còn làm em còn kiếm cơm nữa. Nope. Hút em cái này á em hơi thốn. Nope. Cái đó mày thốn thì mày làm cho tốt đi. Nhưng mà làm ăn nó phải có sai sót. Đó. Không biết chút nó nhắn tin kêu tháo clip nữa hả? À, giới thiệu luôn, một muỗng là 25g protein. Đó, này là toàn là thịt vịt mà xịn nha. Không có chứa một đậu rẻ tiền nha các đồng chí. Đừng quay vô này, hết bán rồi, hết hàng rồi. Này con hủ anh uống à. Không phải là quảng cáo hàng, bà đừng nghĩ tôi vậy. Đó.
chẳng qua là nhiều khi á, mình muốn chia sẻ cuộc sống một ngày của Duy Nguyễn nó như thế nào. Các bạn nghĩ rằng tưởng nó Duy Nguyễn này á, ngon lành này nọ, nó ăn sơn hào hạ vị, nó ôm chân dài rồi không có ha. Nói chung là không có khúc người có lúc, mà một giờ nó 24 tiếng á, tôi cũng lúc này lúc kia. Ủa lộn, một ngày 24 tiếng làm sao mày? Đó, như ví dụ như em kia kìa, giờ chị phòng gym chưa mở cửa thì em ta đi bộ đúng không? Nhưng mà sau này á thì nhiệm vụ sale của quận 7 á thì phải là làm sao để cho các em đó vô đây đóng vé 3 năm. Vô trong đây đồ phòng gym như Nguyễn Biêu đồ này nọ lên đồ úp vô 20 triệu đồ. Hiểu không? Xem nó làm vậy á. Rồi thôi, cơm no đủ sai rồi. Nói thật sự nước thì Duy Nguyễn đi tới đâu thúc đẩy kinh tế tới đó mà. Cứ nước cứ mua tập quá này nọ kia cho cô chú này nọ. Chứ như hồi xưa đó là Duy bỏ một thùng nước trong luôn á. Mà nhắc tới nước mới tức nha. Có một cái vấn đề nè, bạn hỏi Duy Nguyễn có bực mình ở Việt Nam vấn đề gì không? Xin lỗi bạn bực mình nhiều chứ. Nhưng mà trên live stream không nói. Bực mình nhất á là đi bị kẹt xe. Mà đi bị kẹt xe nó mắc tè. Cái đó mà nói thiệt, mắc tè mới giải quyết sao? Ở Việt Nam này giải quyết cái vụ mà mắc tè ở ngoài đường nó khó, ở thành phố Hồ Chí Minh nha, nó khó hơn bên Mỹ nhiều ạ. Bên Mỹ ví dụ như bạn chạy xe đi, bạn ra ngoài highway, bạn chạy bạn tấp vô cây xăng, cây xiết, KFC giống quỷ gì cũng có đó. Bạn đi tè là cái chuyện bình thường. Bạn vô mà đạp cửa cái đùng vô tao đi tè. Không ai nói bạn dịp đó là văn hóa của nó luôn rồi đó. Còn mình á mà vô vụ giờ, ví dụ một đống quán ngoài đường đi. Bây giờ bạn vô bạn xin đi tè có đó làm sao? Cái đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa, mà bây giờ mà muốn đi tè nó cái quán nó không có parking. Bạn phải đậu xe ngoài đường. Bạn cũng không đủ yên tâm để bạn đi tè, nó dẫn chửi. Bởi vì nó nhiều khi nhà tôi bốn nhà mà. Bốn nhà, bốn thành mà đi từ thành, tôi đi mỗi thành qua lại, trời nó có mỗi lần cảm giác thốt lắm. Qua tới thành mới nhân viên gật đầu chào mình quá trời. Mình không dám chào lại. Để giải quyết vụ kia trước. Xong rồi khỏe khoắn rồi xuống. Mấy em lại nói anh gì ạ? Nó ngay lắm như ngày đấy á. Bữa nào kẹt xếp cũng đỡ mà bữa nào kẹt xe nhiều mắc thốt. Ủa trời ơi. Mấy em xe máy mấy em có cảm giác đó. Tao nói, anh nói thiệt, tao đi xe máy tao dễ, tao tới tao lủi bà đi vô hẻm nào, tao tấp vô cái giường nào hay là cái cái nhà hoang hay mảnh đất nào tao quất cả xong rồi. Nhưng mà mình đi xe hơi mình không làm được chuyện đó, đó là nỗi khổ của người đi xe hơi nha các bạn. Thôi ít phút trải lòng cho các bạn thấy cuộc sống đời thường của Duy Nguyễn sao rồi. Bây giờ Duy Nguyễn chuẩn bị làm, bây giờ Duy Nguyễn dùng cái vlog rất là quan trọng nha các bạn. Mời các bạn theo dõi vlog quan trọng của Duy Nguyễn. Rồi ra xe em nha. Ôi trời ơi. Nha. Two hours later. Nhìn thèm vãi hả? Thèm vãi tới BT 7 cháu lòng nè. Cho xin địa chỉ quán với anh 102 Lý Phục Mang em. Giờ kẹt xe quá đâu dám chạy về đâu. A little later. Thấy cái số nhà đẹp không? Like số nhà tôi các bạn, like số nhà cái. Like số nhà cái nha. Mày đem qua đây ký cho. Mày đem vợ tập qua đây ký cho. Má phan nhí đơn bày luôn. Kêu bằng anh luôn phải không? Không ra đường kêu anh thôi chứ. Đừng có đi qua đường, ở bên bển đi, bên bển đi, qua đường xe đụng. Ở bên bển đi. Rồi. Đây qua đây. Mai mốt có tiền đi ghé tao hát con lò tập game nha. Rồi ok. Nào cầm điện thoại cho anh cầm xong ký. Quá ngoại trưởng.
Nữa hả? Con nữa hả? Rồi con đây luôn. Cầm tao đi thôi thôi. Kiếm con đông quá. Hay thì mua súp đi ba. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài.